Vâng, thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ lại cho mọi người xem cái cấu trúc của cái phần detail lecture. Nó chính nằm trong cái phần là speaking. Ok. Thì cái phần này mục đích là các bạn sẽ nghe một đoạn văn, người ta sẽ nói và các bạn sẽ có một cái bức ảnh ở đây. Được chưa? Các bạn sẽ nghe một cái cuộc phỏng vấn chẳng hạn, hội thoại chẳng hạn. Trong vòng 10 giây các bạn chuẩn bị. Sau đó các bạn sẽ nói, mô tả lại những gì bạn nghe được trong 40 giây. Được chưa? Ok, sẽ như thế này. Thì họ sẽ nói cho các bạn nghe một cái đoạn văn. Đó. Ok, sau khi hết thì tự cái băng nó sẽ bật lên. Và các bạn sẽ có 40 giây để nói, mô tả lại những cái phần mà các bạn vừa nghe được một cách chuẩn nhất. Các bạn nghe thì các bạn nhớ take note nhé, các bạn nhớ ghi chép lại những cái từ ngữ, những cái ý chính các bạn nghe được. Ok, thì các bạn cũng theo bình thường là các bạn sẽ phải nói một cách nó rõ ràng nhất, không cần phải vội vàng, trong thời gian quy định là 40 giây đó. Rồi, thì đây là cái mẹo mà hội đồng Anh người ta đã khuyến cáo cho chúng ta có bức ảnh như này và chúng ta hãy tận dụng tốt cái hình ảnh để dự đoán chủ đề bài giảng. Các bạn hãy cố gắng nghe, suy nghĩ về những cái từ mà có thể xuất hiện trong cái đoạn văn, trong cuộc hội thoại. Và sau đó các bạn hãy nghe lại xem có những cái từ đó không, để phát triển được cái những cái mô tả về cái đoạn văn mà bạn nghe được. Ok, trong 40 giây đó thì các bạn hãy thật quyết đoán. Các bạn không nên lưỡng lự. Nghe được phần nào thì các bạn ghi vào, các bạn không nghe được các bạn cứ bỏ qua cho mình. Các bạn tránh tập trung vào một chút xong rồi các bạn đánh mất hết điểm. Nên nhớ rằng các bạn có thể mô tả thiếu, các bạn vẫn có điểm. Các bạn không mô tả, các bạn sẽ không có điểm. Được chưa? Cho nên các bạn hãy bỏ qua những gì không nghe thấy để tập trung mô tả những cái phần các bạn có khả năng nghe thêm. Thay vì các bạn cố sống cố chấp, các bạn nghĩ những gì đã qua mà chắc chắn các bạn sẽ không nghĩ được đâu, bởi vì nó đã qua rồi, các bạn nghe một lần thôi, thì các bạn hãy cố nghe tiếp chị ạ. Hãy bỏ qua tất cả những cái điều mà các bạn không nghe được để có thể là tiếp nhận những cái thông tin mới, nốt và các bạn nói lại. Cái tính điểm câu hỏi này thì chắc chắn sẽ là nội dung rồi, các bạn sẽ có điểm nội dung. Các bạn tùy theo cái thông tin bài giảng các bạn cung cấp lại đầy đủ thì các bạn sẽ được điểm cao nhất và giảm dần nếu như các bạn thiếu một vài ý. Còn các bạn cứ cố tình các bạn ngồi suy nghĩ cái câu đó thì các bạn sẽ không có điểm. Được chưa ạ? Ok. Tiếp theo là phần nói trôi chảy phát âm thì mình sẽ không nói lại cái phần này nữa. Các bạn cố gắng phát âm theo giống người bản địa nhất từng từ cách phát âm cho đến từng câu. Các bạn nhấn nhá, các bạn nói những cái ý chính nó thật to rõ ràng, còn những ý phụ các bạn dìm xuống. Ok, đó là cái nội dung của cái phần là retell lecture. Ok.